Cụ là con trai Thu không có ngã mạng, và đồng thời á, Thu chỉ là người truyền tin. Cái đạo Thiên Tâm chúng ta là cái đạo của Phật Di Lặc ở trên trời, có hàng nghìn năm trên đó rồi. Ngài là giáo chủ thứ nhất, chú Hụ là giáo chủ thứ hai. Còn cái danh từ thế gian này á, có Di Lặc hai, Di Lặc ba vậy á, an cư di, di là sống của đời sống, lạc nghiệp gì đó, chú Hụ là số hai. Cái nào của sư phụ là của sư phụ, cái nào không phải sư phụ nó không phải. Cũng giống hồi xưa á, ba cái đinh đó là thiệt á, xuống đầu đóng màn phim có 3 năm thôi mà dễ lắm, trời mà 30 năm mà đi vòng vòng mà khổ á. Chứ 3 năm rồi đi à, để cho thức tỉnh nhân loại thì cái đó ok. Nhưng mà kiếp này á là cha cho khác à, khổ đã qua rồi à, lập đạo rồi. Cái đạo đã ra đời giống như cái hạt giống á, nó ra rồi. Cái thiên việt hôm nay về phần đời bắt đầu nó cũng mọc lên rồi, chừng vài năm sau á con sẽ thấy thiên việt. Nhưng mà sư phụ nói rồi, tưới nước ít ít thôi, đừng tưới nhiều quá. Mấy con tưới bên Thiên Tâm thì ok, để mình không có ảnh hưởng anh chị em mình bên kia, bên nào ra bên đó. Chủ yếu thiên việt là bên hải ngoại, để những nhà lỗi lạc đó.